cùng tất cả các thí sinh. Chiều hôm nay là một chiều đặc biệt. Tuy rằng có những cái chương trình bài khóa đặc biệt, nhưng mà cũng đã có một vài điều đặc biệt đã xảy ra cho học viện. Tuy nhiên, điều sau đó là gì? Thì trước hết, chúng ta con xin mời chú Tô Đức và cả vị ông đoàn học viện cùng tất cả các linh sinh để thành lập Phật, và sau đó chúng ta sẽ diễn thành đại chúng của nó. Xin chúng ta kính thỉnh hòa thượng và viện trưởng để thật ấn xuống rất nhiều đức sư để chúng ta năm một.
hôm nay con với nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn thì chúng ta cũng đã biết rồi về và đã nhiều lần được đến học viện. Tuy nhiên, chúng con của các sinh chúng ta cũng nên có một tràng pháo tay để chào đón nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn. Một khi bị chương trình đột xuất, nhưng mà đột xuất là Hòa Thượng Giáo sư Trường Sĩ Thích Minh Tâm cùng dân cho chúng ta một thời gian để bàn cho tài của Hòa Thượng Trường Sĩ sẽ trình bày là vai trò của Phật giáo trong bối cảnh phát triển hiện tại, để cho vì thời gian không nhiều và chúng ta xin nhường lại là để cho Hòa Thượng sẽ bắt đầu chương trình. Và sau đó sau Hòa Thượng thì đến sự trình bày của giáo nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn như chương trình đã làm. Thưa chư vị Hòa Thượng cùng các tăng ni, ngày hôm nay tôi đến đây vì nhân viên, cũng là nhân viên lành, trước hết xin cảm niệm công đức của chư vị Hòa Thượng Minh Chủ cùng các vị trong ban điều hành của công viên đã tạo cái điều kiện thuận lợi cho tôi được tâm tình nói chuyện, chia sẻ hoặc là có những cái thắc mắc cùng với các sư tăng ni. Cái đề tài ngày hôm nay tôi muốn nói là vai trò của Phật giáo trong cái bối cảnh mới, bối cảnh hội nhập và phát triển của xã hội. Tại sao tôi không đặt vấn đề là tu sĩ Phật giáo mà tôi chỉ nói là Phật giáo chung chung? Là tại vì Phật giáo nó gồm có nhiều thành phần. Theo như Đức Phật dạy có 4 thành phần mà tăng ni chỉ chiếm có 2 thôi, còn 2 phần nữa mà rất nhiều chỗ chúng tôi đi, từ ở nước ngoài Mỹ, Úc, Pháp cho tới Việt Nam, dường như chúng ta có 2 cái yếu tố đó là mạnh nhất đấy. Còn 2 yếu tố khác dường như cũng chưa được hội nhập ở trong cái vòng tay từ bi của Đạo Phật. Thường thường thì quý vị, tôi đi về các cái chùa nhỏ, quý vị cảm giác như là mình đang đi tới một cái nơi mà ở nơi đó chỉ có Phật giáo. Các cái tỉnh nhỏ thì cũng có cái cảm giác như là Việt Nam là tới 80-90% là Phật giáo. Chùa chiền thì rất nhiều, nhưng mà thực tế nhìn trên cái bản đồ phân tích các dân số của thế giới thì quý vị sẽ chắc chắn ở đây có một số quý vị biết, và quý vị sẽ không ngạc nhiên khi thấy rằng là trên thế giới này có 6 tỷ người thì Phật giáo chỉ chiếm dưới 500 triệu, chưa tới 10% dân số trên toàn thế giới. Thiên Chúa giáo Tin Lành chiếm 2.8 tỷ, Hồi giáo chiếm 2.1 tỷ. Hồi giáo từ cái vị trí 1.2 tỷ lên tới 2.1 tỷ trong vòng có 5-6 năm. Như vậy phải chăng là họ có những cái điều gì thích hợp với chúng sanh để cho cái sự phát triển nó được mạnh, nó được tốt hơn? Phải chăng là Phật giáo đang vô cùng là trong những cái giáo điều cũ, trong những cái phương thức làm việc cũ, để rồi chúng ta sau 2.500 năm chúng ta phát triển, và riêng với tại Việt Nam, mặc dù nói Việt Nam là có 60%, thực sự bao nhiêu người là Phật giáo, cho tới ngày hôm nay chúng ta chỉ dưới 500 triệu, kể cả Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, dưới 500 triệu tín đồ người theo Phật giáo. Thì trên cái số 6 tỷ người, nhiều lúc chúng ta cũng nên suy nghĩ lại.
Từ khi Đạo Phật đưa ra khuynh hướng phát triển thì có sự phân biệt một cái ranh giới rất là nhỏ, nhưng mà đôi khi nó cũng tạo ra những cái sự phát triển, tạo ra sự khó khăn cản trở cho sự phát triển. Tức là nói về giới luật và nói về cái hành Bồ Tát. Giới luật thì thường thường là tu thông liễm thân tâm rồi đi lên rừng tự mình phải độ trước, nhưng mà hành Bồ Tát thì lại xông xáo vào đời từ trong cái chỗ độ người độ mình. Trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ với internet, với những cái công nghệ về sinh hóa, với những cái hiện đại thì chúng ta phải làm sao cân đối để có thể vừa giữ được giới luật mà vẫn vừa có thể hoàn pháp trọn cái hành hạnh của một người Phật tử. Tôi có một người bạn, hiện giờ ông ta là hòa thượng người Mỹ ở New Washington. Ông ta là giám đốc một cái phó giám đốc một cái công ty IBM. Ban ngày ấy, thì ông ta mặc đồ vest đi làm ở trong cái công ty đó, tại vì là phó giám đốc đi lái xe Mercedes đi. Nhưng mà khi 6 giờ chiều về đó thì mặc áo cà sa tu hành giữ giới luật nghiêm túc. Lương tháng đó, lương năm đó, là 250.000 đô một năm, nhưng tất cả số tiền đó đều giao quý cho quý chùa. Chùa muốn làm gì làm, ngài không có bao giờ đếm xỉa tới. Khi đi làm đó, ở trong chùa cho một cái hộp bằng ni lông, trong đó bỏ những thứ đồ ăn, ngài cứ thế ngài ăn cũng chẳng quan tâm là người ta cho những cái gì, tiền bạc lương bao nhiêu thì bỏ vào trong tài khoản của chùa. Vậy thì thưa chư vị hòa thượng cùng các tăng ni, như vậy chúng ta nghĩ là ngài có phạm giới không? Cho nên cái quan niệm về hội nhập nhiều khi mình cũng phải có những cái linh động để cho nó phù hợp với cái xã hội. Hiện tại bây giờ đó, nếu mà có những bài truyền giảng hay thì người ta có thể đưa những cái thông tin, những cái bài giảng tới cả hàng chục ngàn Phật tử trên toàn thế giới cùng một lúc, và các quốc gia cũng cùng một lúc. Thế thì cái khái niệm chùa, xây chùa ở trên đất liền ấy, hoặc là xây chùa qua phương tiện truyền thông, như hồi xưa Đức Phật đã nói pháp âm của ngài đi khắp mọi nơi, thế thì đi bằng cách nào? Chúng ta cũng đôi khi cũng nên suy nghĩ về vấn đề cái đầu tư, tức là chúng ta đầu tư vào trong cái phương tiện nào để cho phát triển Phật giáo ít tốn kém mà có hiệu quả. Giáo dục, hồi xưa thì thường thường ưu nghĩ tới vấn đề y kinh sách rồi pháp ra, nhưng bây giờ thì quý vị cũng thấy là trong băng đĩa rồi internet đủ các bài hết. Rồi có nhiều khi thú thật với quý vị, tôi lên trên internet tôi cũng không biết bài nào của ai. Có nhiều cái pháp hiệu rất là đặc biệt mà nhiều khi đọc xong rồi cũng không biết cái ngài đã biết cái gì. Có những cái bài chẳng hạn như cách đây chừng một năm tôi có đọc một bài của một tác giả cùng vị hòa thượng ở tại Vũng Tàu, thì quý vị đã nói là kinh Pháp Hoa không có phải là do Phật giảng, tại vì chặt tay chặt chân cúng dường Phật là vô lý. Thế thì cái chuyện đó là mình khi sử dụng phương tiện truyền thông văn minh, nếu không có một cái định hướng, nếu không có sự đồng nhất thì sẽ đưa tới những cái sự khủng hoảng, không những khủng hoảng về trí tuệ mà khủng hoảng luôn cả niềm tin. Rồi song song với cái sự phát triển của Đạo Phật thì dân chúng, tức là cộng đồng, họ có những cái nhu cầu mà Phật Pháp thì bất ly thế nhân Pháp. Thì Phật giáo đã làm được những cái gì cho người đời, hay là mình chờ đợi người ta đến với mình? Phật giáo có nên đi ra ngoài không? Bao nhiêu tăng ni ở đây đã có cái hành nguyện
cao cả, đi tới người xa, đằng sâu. Bên Thiên Chúa Giáo họ làm được, có những bà sư đi tới chăm sóc những trại cù nghị, những trại thủi, vùng xa, vùng sâu. Ở đây chúng ta có bao nhiêu, hoặc là những vị đã đi từ nước ngoài về, có bao nhiêu vị chấp nhận đi tới người xa, vùng sâu để hoằng pháp? Đôi khi chúng ta cũng nên hỏi lại những vấn đề đó. Một vấn đề mấu chốt cho sự phát triển của Phật giáo thì nó cũng quay trở lại vấn đề là tài nguyên, tức là có phương tiện thì chúng ta mới hoằng pháp nổi. Thế thì phương tiện là đâu? Chúng ta gây dựng bằng cách nào? Gây dựng đi theo đi phương tính hay là tập trung lại? Rồi có một sự quản lý chặt chẽ, có hiệu quả, giống như là bên Thiên Chúa Giáo họ có Tòa Thánh Vatican, họ có cái quỹ, rồi họ tập trung lại, họ đầu tư đúng đắn trong ngắn hạn IBM, rồi họ làm những công tác xã hội, xây chùa, xây nhà thờ, rồi xây bệnh viện, rồi xây trường học, đào tạo tăng tài, họ có cái quỹ. Thế bây giờ chúng ta phát triển theo cái phương hướng của Phật giáo, tức là tùy duyên, tùy hỷ, ai muốn phát triển như thế nào thì phát triển. Với cái môi trường hiện tại, với cái đà phát triển hiện tại, thì có đôi khi chúng ta có cần phải suy nghĩ là mô hình cũ có hợp thời nữa không? Hay là chúng ta phải tạo ra một cái mô hình mới để cho nó hội nhập với cái xã hội hiện tại và nhất là cho sự phát triển của Phật giáo. Kính bạch chư hòa thượng, kính bạch các công đức của tăng ni, tôi chỉ được phép nói chuyện rất là ngắn. Hồi nãy hòa thượng có ra lệnh tôi là nói không tới 30 phút, 20 phút thôi. Thì hồi nãy giờ có 20 phút, tôi thấy là cũng 20 phút rồi tôi đã trình bày những vấn đề vô tư từ trong giới luật và cái sự hội nhập. Thì tôi chỉ nêu ra những vấn đề để chúng ta suy nghĩ. Rồi tôi cũng đặt thêm vấn đề sự phát triển, sự cần thiết cho phát triển của Phật giáo và sự tận dụng những cái phương tiện truyền thông, ngay cả những phương tiện truyền thông chúng ta kiểm soát như thế nào để có sự hoàn pháp một cách đúng đắn. Rồi tôi cũng đề cập các vấn đề Phật pháp bất ly thế gian pháp, thì chúng ta bằng cách nào để chúng ta phụng sự chúng sanh, tại vì trong kinh thì cũng có nói phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Chúng ta lại lễ hoài thì nếu chúng ta không phụng dường chúng sanh thì tâm nó cũng hơi e ngại. Và tôi cũng đề cập các cái vấn đề là chúng ta có bốn thành phần như lời Phật dạy, thế bây giờ có hai thành phần thôi, còn hai thành phần nữa là cư sĩ cần sinh nam cần sinh nữ, chúng ta phải phát triển như thế nào. Và tất cả những cái yếu tố như thế này nó quay trở lại là một yếu tố duy nhất, một yếu tố căn bản duy nhất, đó là con người, đó là tăng tài. Nếu không có tăng tài thì tôi e rằng tất cả những cái điểm mình đặt ra, những câu hỏi mình đặt ra cũng sẽ khó mà thực hiện được. Tăng tài nó có tâm mà có tài nữa. Tâm thì người đi tu chắc chắn là ai cũng có tâm hết rồi, nhưng mà tài nếu mà không được bồi đắp, nếu không tạo những cái duyên lành để cho những cái tâm nó tăng trưởng, e rằng cái sự phụng sự cho chúng sanh và sự phát triển của Phật giáo cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Muốn đào tạo được con người thì chỉ có thứ nhất là những viên Phật học, và thứ nhì những môi trường thực tập. Tôi cách đây chừng 2 năm tôi có được một cái nhân viên rất lành, được quen biết với giáo sư Bùi Duy Tâm, là khoa trưởng y khoa của Huế hồi xưa. Thì khi mà quen với giáo sư Bùi Duy Tâm, tôi cũng có đặt hai vấn đề: tài và đức, cái tâm và cái tài. Thì giáo sư Bùi Duy Tâm đó là cái người đã đào tạo ra rất nhiều bác sĩ, nhưng mà chúng tôi lại nghĩ
nghĩ tới vấn đề ở đây tâm ni chúng ta đã có cái tâm rồi, thiếu chút xíu về mặt kỹ thuật, tức là cái bàn tay đâu lâu yên để chữa trị cho những người bệnh. Thì chính vì điều đó tôi liên kết với bác sĩ Bùi Duy Tâm để làm cái việc đó. Tức là trong 2 năm mấy nay chúng tôi đã cố gắng vận động để thành lập hai việc. Việc thứ nhất, một cái bệnh viện từ thiện nhân đạo cho người nghèo và cho tăng ni, các chư tôn đức, các vị hòa thượng đã bỏ cuộc đời của mình hy sinh cho đạo pháp. Có những lúc bệnh hoạn thì chúng ta cần phải đối xử với ngài như một trong một cái quy chế của thiền môn. Và việc đó chúng tôi làm cũng là hiện giờ cũng khoảng 80% rồi, đoạn đường này. Thì nó chỉ còn thiếu một vài vấn đề kỹ thuật nhỏ thôi. Song song với đó, tôi cũng nghĩ tới vấn đề là nếu như có cái bệnh viện, nếu có những cái bệnh nhân là các chư tôn đức hòa thượng tới nằm, ai chăm sóc đây? Không lẽ mình nhờ một cái vị bác sĩ ngoài đời vào? Thế thì nếu quy chế thiền môn là phải chính tăng ni chúng ta chăm sóc cho các vị tôn đức. Mà nếu muốn được chăm sóc như vậy, chúng ta phải học qua một bác y. Cho nên đó là bác sĩ Bùi Duy Tâm cũng có cái tâm đầu học với tôi là trong tương lai nếu thuận duyên lành thì bác sĩ cũng sẽ hỗ trợ trong cái chương trình đào tạo tăng ni để về y học, để phục sự cho chúng sanh, cho những người nghèo và cho chư tôn đức tăng ni. Và cũng xin thông báo với quý vị tăng ni này, hiện giờ giáo sư Bùi Duy Tâm còn có một cái pháp hiệu, đó là Phật Tuệ Âm, và một người ở trong Phật giáo xin báo một cái tin mừng đó đến với tất cả quý vị. Và với cái tâm nguyện như vậy thì tôi nghĩ giáo sư Bùi Duy Tâm sẽ biến hai cánh tay của giáo sư thành ra muôn ngàn cánh tay của các chư tăng ni để đi chăm sóc cho những người nghèo và chăm sóc cho chư tôn đức tăng ni. Vì thời giờ không có nhiều và tôi phải chấp hành theo truyền thống của thiền môn, tức là chư vị hòa thượng ra lệnh là 30 phút, nãy giờ tôi cũng làm hết 25 phút rồi. Thôi bây giờ còn 5 phút, xin quý tăng ni hay là các chư vị hòa thượng hay là các vị Phật tử ai có câu hỏi gì thì tôi cũng xin trả lời trong 5 phút còn lại. A Di Đà Phật. Anh xin có ai hỏi gì, kiểu gì, hỏi những cái câu hỏi thắc mắc gì của Hòa Thượng Trại Lạc không? Anh đi đọc Phật, vì anh đã xin có hơi thuộc về cho nên con xin có cái lời Hòa Thượng A Di Đà Phật. Con nghe được cái tin là Hòa Thượng sẽ có cái dự án mở một cái bệnh viện từ thiện tại Việt Nam, thì đó là một điều vô cùng sung sướng đối với tất cả tăng ni tại Việt Nam. Vậy thì qua cái ý tưởng như vậy thì xin Hòa Thượng có thể giới thiệu qua cho cái dự án mà Hòa Thượng đã có cái ý tưởng như vậy, ví dụ như cái môi trường hay là cái dự án đó được thực hiện tại đâu và có cái quy mô như thế nào, thì Hòa Thượng về trong cái dự án. A Di Đà Phật, kính bạch Hòa Thượng cùng chư tăng ni. Tại vì có mấy phút nữa thôi, thành tôi sẽ nói rất là tóm tắt. Cái dự án làm cái bệnh viện thì thực sự tôi cũng theo đuổi khoảng gần 3 năm rồi, hơn 2 năm rưỡi. Hiện tại bây giờ nó đã tiến tới cái mức là chúng tôi đã có những công ty lớn họ hỗ trợ chúng tôi
với cái lãi suất rất thấp để làm cái bệnh viện. Và cái người cùng hợp tác với chúng tôi đó là công ty Samsung, một công ty rất là lớn. Thì máy móc và xây dựng nhân trường họ lo theo cái lối chìa khóa giao tay. Cái khâu thứ nhì đó là cần có bác sĩ chuyên môn để chữa trị. Thì cũng may mắn là có duyên lành được bác sĩ, giáo sư, bác sĩ Bùi Duy Tâm hoan hỷ trợ duyên cho cái việc đấy để đào tạo và kết hợp tất cả những bác sĩ hiện tại. Tại vì hiện tại bây giờ trên đất nước Việt Nam mà các bác sĩ, kể cả phó giám đốc các bệnh viện lớn cho tới các bác sĩ thường thường mà lớn tuổi, đa số đều là học trò của bác sĩ Bùi Duy Tâm. Bây giờ nếu đến con số thì chắc phải tất cả ngàn. Cho nên cái bệnh viện chúng ta chắc chắn là sẽ không có thiếu bác sĩ. Và hơn nữa là bây giờ nếu mà đào tạo cho các tăng ni có một cái khả năng để phục vụ trong các bệnh viện thì tôi nghĩ lực lượng nó lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên đó là hai điều kiện mà về máy móc, về xây dựng và về y thuật chuyên môn coi như chúng tôi hoàn tất. Bây giờ chúng tôi đã nộp đơn lên Bộ Y tế, Bộ Y tế đã có công văn là hoàn toàn ủng hộ chủ trương của chúng tôi. Riêng với mặt đất, chúng tôi đang đi thăm dò, hiện giờ đang ở trong Sài Gòn, tại vì muốn chọn mặt đất làm sao dễ dàng cho người nghèo đến được. Các tỉnh miền Đông và các tỉnh miền Tây có rất nhiều người nghèo, thì họ có thể đến được để họ kinh nghiệm. Cho nên chúng ta thăm dò cũng có 2-3 chỗ dưới đất, nhưng mà phải xem xét lại. Thế thì coi như nếu những người mà có đất thì vì đó cần có cái sự chăm sóc đặc biệt.
như là phải theo quy định thiền môn, mà tất nhiên là các lực lượng là minh sinh, lực lượng an ninh. Vậy thì cái thì các phương cách để thu nhận những các mà quý trẻ đào tạo để được từ các minh sinh thì nào? Là như là phần về cái phương thức mà huấn luyện sẽ thuộc về chuyên môn. Thì trong tương lai khi mà giáo sư Bùi Duy Tâm mở ra cái trường đó, thì sẽ thông báo những điều kiện như thế nào, thì chỉ riêng chúng phải có cái học là tốt hiểu là môn học hay gì đấy tôi chưa biết, thì phải có cũng có những người nào mà có cái khiếu về y khoa, nhưng mà tôi thì không tìm cái khiếu về y khoa là những không quan trọng, tại vì trong suốt hơn một tháng qua tôi có cái dịp thân gặp với giáo sư Bùi Duy Tâm, tôi học được một điều. Tôi là cái người không hề biết gì về y học, nhưng mà qua hơn một tháng tôi đã thấm nhuần rất nhiều cái vấn đề rất đúng nhất của y học mà các bác sĩ bình thường nó không có thể hiểu được. Thế thì phải công nhận là giáo sư Bùi Duy Tâm nó có cái thiên tài dạy dỗ, thì sẽ truyền đạt những cái nghề đó là những cái tinh xảo là cho chúng ta để phục vụ. Quy chế thiền môn thì tôi nói rõ là quy chế là chính xác là phải là quy chế thiền môn, và đối xử là biệt lập và có những cái cung cách đối xử cho nó chính đáng, tại vì quý ngài đã hy sinh cả cuộc đời cho đạo pháp tới nơi tường hòa mà không đối được đối xử chính đáng thì chúng ta phải cảm thấy rất là đau lòng. Thầy giáo anh không chỉ là thông thì chắc là phải chi
Xịt quá. Dùng, xịt quá.